Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, ngày 25 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên Đông lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau nửa nhiệm kỳ, huyện Nậm Pồ đã thực hiện đạt và vượt 36 trên 71 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 3 đề ra. Thông tin tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Nậm Pồ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Để chủ động trong công tác phòng chống bệnh bạch hầu, Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để cách ly, điều trị theo đúng quy định, không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng trong cộng đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên Đông tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Mùa A Vàng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Điện Biên Đông, đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Theo báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên Đông, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện ủy đã đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, quyết tâm vượt khó, chủ động linh hoạt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng và đạt nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng tích cực, nông lâm nghiệp giảm, công nghiệp và xây dựng, dịch vụ tăng dần. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt trên 96% so với chỉ tiêu nghị quyết. Tỷ lệ tăng trưởng đàn gia súc đạt gần 93% chỉ tiêu, tạo việc làm cho người lao động đạt hơn 130% chỉ tiêu. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều vượt so với dự toán giao. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Điện Biên Đông đã tổ chức huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng 64 nhà văn hóa bản, đạt gần 88% so với mục tiêu nghị quyết. Tổ chức xây dựng xóa nhà tạm, rột nát cho 1.130 hộ nghèo. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, quốc phòng ngày một củng cố vững chắc. Về công tác xây dựng đảng, hàng năm huyện đã kết nạp trên 100 đảng viên mới. Riêng năm 2022, kết nạp mới 241 đảng viên, vượt chỉ tiêu tỉnh giao, đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025, từ nay đến hết nhiệm kỳ, đảng bộ huyện Điện Biên Đông đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Điện Biên Đông từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đã hoàn thành một số mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 6 đề ra, như trong tổng số 15 nhóm chỉ tiêu thì đã có 4 nhóm tương ứng với 11 trên 26 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt mục tiêu nghị quyết. Trong đó có tỷ lệ giảm nghèo, tiêu chí quốc gia về y tế, thu nhập bình quân đầu người. Các cái mục tiêu này đã đạt 100% mục tiêu nghị quyết đại hội của Đảng bộ huyện đề ra. Có 5 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 2 xã so với đầu nhiệm kỳ. Bình quân đạt 12,8 tiêu chí trên xã. Các dự án trọng điểm của huyện được tập trung đẩy nhanh tiến độ, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội từng bước được cải thiện. Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện xếp thứ 4 trên 10 huyện thị, tăng 5 bậc. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm chỉ đạo, đạt được một số kết quả rất tích cực. 13 trên 13 xã đã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, 36 trên 54 trường đạt chuẩn quốc gia. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, tạo sinh kế cho người dân được triển khai thực hiện hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5,52% năm. Có thể nói đây là cái tỷ lệ khá cao trong toàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhất trí với các nhiệm vụ giải pháp của Đảng bộ huyện Điện Biên Đông đề ra trong nửa nhiệm kỳ còn lại.
đồng thời đề nghị Đảng bộ huyện tiếp tục tập trung xây dựng hoàn thiện phương án quy hoạch phát triển và tổ chức không gian phát triển huyện Điện Biên Đông trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới theo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của tỉnh ủy và đề án phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm lịch sử như hồ Nong U, tháp Trường Sơ, tháp Mường Luân. Đồng thời, tập trung đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đào tạo lực lượng lao động có chất lượng tại địa phương, đáp ứng nhu cầu của các ngành kinh tế để trở thành động lực thúc đẩy xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững kinh tế xã hội của huyện. Trước đó sáng nay, đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực địa một số dự án trên địa bàn huyện Điện Biên Đông. Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo một số ban sở ngành tỉnh. Thăm và kiểm tra một số chương trình dự án trên địa bàn xã Keo Lôm như dự án chợ, dự án điện gió và dự án trồng cây mắc ca tại xã Keo Lôm, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã nắm bắt tình hình triển khai dự án. Đối với dự án chợ Keo Lôm và dự án điện gió, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cho rằng huyện cần phối hợp với nhà đầu tư thực hiện tốt công tác khảo sát điện gió, đồng thời tính toán phương án phát triển các liên kết du lịch bền vững từ hai dự án này để tạo điểm nhấn du lịch hấp dẫn của tỉnh. Đối với dự án Mắc Ca, đại diện lãnh đạo huyện Điện Biên Đông và nhà đầu tư dự án đã báo cáo tình hình triển khai dự án. Hiện trên địa bàn xã Keo Lôm, công ty cổ phần Mắc Ca HD Kinh Bắc đã triển khai trồng được 200 ha, dự kiến trong năm 2023 sẽ tiếp tục triển khai thêm 200 ha. Hiện tại cây giống đã được nhà đầu tư chuẩn bị nhưng khó khăn về nguồn nước để triển khai trồng. Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư tỉnh ủy lưu ý huyện và nhà đầu tư khi triển khai cần đặc biệt chú trọng vào chất lượng giống để đảm bảo việc mở rộng diện tích đạt kết quả tốt. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm và tặng quà thầy và trò trường mầm non Sao Mai, xã Keo Lôm. Tại đây, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã thăm hỏi động viên, trao tặng quà Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 cho hơn 70 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Hôm nay, huyện ủy Nậm Pồ tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Ngô Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song với sự nỗ lực quyết tâm đổi mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, Đảng bộ huyện Nậm Pồ đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, kiểm soát khống chế được dịch COVID-19 trên địa bàn, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng vẫn duy trì tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, xây dựng nông thôn mới có sự chuyển biến rõ rệt. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, lĩnh vực văn hóa xã hội được chú trọng, công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong 3 năm qua, huyện luôn xếp hạng thứ nhất và thứ hai về chỉ số cải cách hành chính cấp huyện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, từng bước nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Sau nửa nhiệm kỳ, huyện đã thực hiện đạt và vượt 36 trên 71 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 3 đề ra. Tuy đạt nhiều kết quả nổi bật nhưng huyện vẫn còn một số hạn chế như tốc độ, chất lượng tăng trưởng kinh tế còn thấp, chưa có những kết quả rõ nét trong công tác xóa đói giảm nghèo. Việc lãnh đạo triển khai thực hiện các dự án trồng cây mắc ca chưa đạt theo kế hoạch, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng còn hạn chế. Một số chỉ tiêu trong thực hiện đề án 06 và về y tế chưa đạt theo kế hoạch. Về mục tiêu nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ, huyện tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh, tập trung phát triển kinh tế xã hội, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh khai thác các tiềm năng lợi thế của huyện, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đạt, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 3 đã đề ra. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Nậm Pồ trong thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 3. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế, đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Nậm Pồ cần quyết liệt chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như chủ động nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung, nâng cao các chỉ tiêu đã đạt, có kế hoạch giải pháp cụ thể sát thực tiễn để thực hiện các chỉ tiêu hiện đang đạt thấp. Tập trung triển khai hiệu quả việc phát triển sản xuất nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế,
làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Sau hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trồng cây lưu niệm tại trụ sở mới huyện Nậm Pồ. Trước đó, chiều ngày 24 tháng 5, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại lối mở Nậm Đích Hủy Hịa, thăm một số công trình trọng điểm tại khu vực trung tâm huyện. Chiều nay tại tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân đã tổ chức họp và quán triệt nhiệm vụ đoàn công tác số 15 trước giờ xuất phát thăm động viên cán bộ chiến sĩ quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Dự buổi họp có đồng chí Đại tá Hoàng Lương Ngọc, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, trưởng đoàn công tác số 15, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên, Phó trưởng đoàn công tác số 15, đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, đồng chí Phạm Khắc Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên, cùng thủ trưởng các vùng 2, vùng 4 Hải quân, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố và các thành viên đoàn công tác số 15. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo chi đội kiểm ngư số 4 cho biết, đoàn công tác số 15 sẽ thăm 5 đảo tại quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DK1, vùng 2 Hải quân từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Chi đội kiểm ngư số 4 thực hiện nhiệm vụ đưa đón đoàn đã quán triệt đến 100% cán bộ chiến sĩ phục vụ trong hải trình của đoàn công tác số 15. Tại cuộc họp, đại diện các đoàn công tác đã trao tặng bảng tượng trưng thực hiện công trình xanh hóa Trường Sa. Trong đó, tỉnh Điện Biên đã trao tặng 500 triệu đồng và một số trang thiết bị hỗ trợ các điểm đảo. Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Hoàng Lương Ngọc, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, trưởng đoàn công tác số 15 cảm ơn tình cảm của quân dân cả nước nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng và đoàn công tác số 15 đã dành cho cán bộ chiến sĩ Quân chủng Hải quân. Sáng nay, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến giới thiệu cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự hội nghị có đồng chí Lý Xá, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Tham gia hội nghị, các đại biểu được giới thiệu về lý do xuất bản cuốn sách, nội dung cốt lõi cũng như những giá trị cốt lõi của cuốn sách. Theo đó, cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 3 phần. Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam, nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Nội dung cuốn sách là tập hợp các bài viết tổng quan công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua học tập nghiên cứu tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm giúp cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc về bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua, cũng như những chủ trương quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay, tâm huyết trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đồng thời tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân các thôn bản Thanh Đông, Cộng Hòa, Thanh Bình AB, Bản Lé, Bản Hong In, Bản Ló, xã Thanh Luông về tiến độ thực hiện dự án đoạn đường tránh sân bay nối từ đường đi xã Thanh Hưng với đường đi xã Thanh Luông. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên đã thông tin đến các hộ dân tình hình triển khai thực hiện các công trình thuộc dự án giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết. Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, nhân dân xã Thanh Luông đã nêu 12 ý kiến kiến nghị liên quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp và bố trí đất tái định cư theo luật đất đai, bố trí nguồn vốn đền bù để tái đầu tư phát triển kinh tế, đồng thời kiến nghị lãnh đạo các cấp cần sớm hoàn thành công trình đoạn đường tránh sân bay nối từ xã Thanh Hưng đi xã Thanh Luông để người dân đi lại được thuận lợi. Tiếp thu những ý kiến của các hộ dân xã Thanh Luông, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đã trực tiếp giải đáp những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với những ý kiến không thuộc thẩm quyền sẽ trình các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Phát biểu tại buổi đối thoại, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên cam kết đến trước ngày 10 tháng 6 sẽ bàn giao xong mặt bằng cho thành phố. Đối với tuyến đường tạm, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời tu sửa để đảm bảo cho nhân dân đi lại được thuận tiện. Chương trình tiếp tục với những thông tin thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị,
Hôm nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Mường Trà phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh, Trung tâm huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023. Ngày hội thu hút gần 600 cán bộ công chức viên chức các cơ quan đơn vị, đoàn viên thanh niên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn huyện đăng ký tham gia. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã tiếp nhận trên 320 đơn vị máu, đạt 178% kế hoạch, vượt chỉ tiêu ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh giao năm 2023. Số máu tiếp nhận được sẽ chuyển về Trung tâm huyết học truyền máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cấp cứu người bệnh cần truyền máu. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên của huyện Mường Trà trong những năm gần đây nhằm khơi dậy lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng trong cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên và người lao động trên địa bàn huyện. Qua đó tạo thói quen tích cực cho người dân về việc hiến máu, giúp cung cấp lượng máu an toàn, hiệu quả, phục vụ kịp thời công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi ghi nhận 2 ca mắc bệnh bạch hầu tại xã Bù Nhi, huyện Điện Biên Đông, trong đó 1 ca đã tử vong, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu với mục tiêu 100% các trường hợp mắc bệnh bạch hầu được phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Để chủ động trong công tác phòng chống bệnh bạch hầu hiệu quả, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các cơ sở y tế đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu, giúp người dân nhận thức rõ sự nguy hiểm mà bệnh bạch hầu gây ra, từ đó chủ động trong việc phòng chống dịch cho bản thân và cộng đồng. Cùng với đó, tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để cách ly điều trị theo đúng quy định, nhằm khống chế không để dịch bệnh bùng phát lan rộng trong cộng đồng. CDC cũng như là Sở Y tế đã có các văn bản chỉ đạo các trung tâm y tế, các huyện, thị, thành phố, các cơ sở khám chữa bệnh trong việc mà tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp mà nghi ngờ mắc bạch hầu, đặc biệt là những trường hợp mà đi từ cái ổ dịch tại xã Bù Nhi. Với những trường hợp mà có biểu hiện nghi ngờ như là sốt, ho, đau rát họng, đặc biệt là những trường hợp mà có viêm mủ ở hai amidan của bệnh nhân. Thì trạm y tế cũng đã chủ động thực hiện đầu tiên là công tác truyền thông xuống loa phường, xuống 10 tổ dân phố, cũng như là truyền thông trực tiếp tại cộng đồng và giám sát các trường hợp nghi ngờ, cũng như là tuyên truyền để các ông bố bà mẹ đưa trẻ đi tiêm vaccine đầy đủ đúng lịch. Song song với công tác truyền thông giám sát, hiện tại việc tổ chức tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng bệnh bạch hầu cho các nhóm đối tượng cũng đang được ngành y tế triển khai, đặc biệt là xã Pú Nhi và các xã có nguy cơ cao. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã tham mưu cho Sở Y tế công tác chuẩn bị cho việc triển khai tiêm vaccine bạch hầu TD giảm liều cho trẻ từ 5 đến 20 tuổi tại các xã nguy cơ cao. Đặc biệt, tôi đánh giá đây là những xã mà nguy cơ mà dịch bạch hầu có thể bùng phát. Mặc dù hiện nay dịch bệnh bạch hầu đã được khoanh vùng và chưa ghi nhận thêm các trường hợp mắc mới, tuy nhiên công tác phòng chống dịch vẫn đang được triển khai với nhiều giải pháp cụ thể và tùy vào điều kiện thực tế tại mỗi địa phương đơn vị. Đối với công tác phòng chống bệnh bạch hầu trong các cơ sở giáo dục, thì trước hết là Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Điện Biên là tiếp nhận đầy đủ và ban hành văn bản chỉ đạo kịp thời xuống các trường về công tác phòng tránh. Bên cạnh đó thì sẽ truyền thông với phụ huynh cũng như là các cháu học sinh và giáo viên trong nhà trường để nâng cao ý thức về phòng chống bệnh bạch hầu. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non thì các thầy cô sẽ tuyên truyền để phụ huynh đưa học sinh đi tiêm phòng đúng lịch và theo đúng các yêu cầu. Còn đối với các trường tiểu học và trung học cơ sở thì tuyên truyền để các em biết giữ vệ sinh cá nhân. Bệnh bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, lây lan nhanh qua đường hô hấp, có thể tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời. Bệnh có thể dự phòng bằng tiêm vaccine và điều trị khỏi bằng kháng sinh đặc hiệu. Do vậy, có thể phòng chống dịch bệnh bạch hầu hiệu quả, ngoài sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, mỗi người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh bạch hầu theo hướng dẫn của ngành y tế, đồng thời cần chủ động tiêm vaccine uốn ván bạch hầu giảm liều để phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Pồ tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2023. Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Nậm Pồ năm 2023 có 52 sản phẩm của gần 100 thí sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn. Các mô hình sản phẩm tham gia cuộc thi thuộc 5 lĩnh vực: đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, công cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, giải pháp kỹ thuật,
nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Thông qua cuộc thi giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, giúp các em thực hiện được ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 4 giải A, 4 giải B, 8 giải C và 12 giải khuyến khích cho các sản phẩm mô hình đặc sắc nhất, đồng thời lựa chọn những sản phẩm mô hình tiêu biểu để tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 7 năm 2023. Tối qua ngày 24 tháng 5, tại nhà thi đấu đa năng tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động tỉnh Điện Biên lần thứ nhất năm 2023. Tham gia giải có 30 đội bóng với trên 300 vận động viên tranh tài ở 4 nội dung. Giải được chia thành 2 nhóm đối tượng: cấp huyện, thị xã, thành phố và nhóm sở ngành lực lượng vũ trang, doanh nghiệp. Các đội chia thành các bảng thi đấu vòng tròn tính điểm để lựa chọn các đội xuất sắc vào thi đấu bán kết và chung kết. Giải đấu được tổ chức với mục đích tăng cường rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho phong trào thể dục thể thao nói chung và môn bóng chuyền hơi nói riêng. Giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động tỉnh lần thứ nhất năm 2023 diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 5. Thời gian thi đấu được tổ chức vào các buổi sáng và buổi tối hàng ngày tại nhà thi đấu đa năng tỉnh. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua địa chỉ trang web dienbientv.vn hoặc các kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.